triển vọng là lên hàng đầu. Ông có quả tóc này là ông do ai cắt cho ông? Cái này là nó trực thuộc là coi thiên đình giáng lệnh chỉ đạo xuống với Arsenal cho có là và để làm. Đây nó là mật mã riêng của coi là thiên đình chứ không phải là như ở trần gian. Quả tóc này là có phải phải do giáo sư nào thiết kế quả Cái tóc này ông là đấy, quả tóc này Angola mới có, Angola nhiều khi nó không chẳng đâu có, đây à. nói là nói theo góc độ khiêm tốn và nói đúng theo luật và đạo đấy, chứ không phải là bảo mình À. ngạo mạn hay kiêu căng gì, bởi vì cái này không thể trùng lập ở trần gian được. Không có trùng được, quả Đấy, tóc này trùng đây mà. là đặc chủng của thiên đình đấy, nhìn là sách vở sách sử đây, tất cả đây nó là công lệnh của thiên đình chứ không phải là bảo ở trần gian bảo bây giờ học hay là coi đọc nhiều sách xong rồi bắt đầu mình chấp nhận hay viết ra là không, hoàn toàn không phải. Đúng, Đấy. quả tóc này thì đây là một bản bản vẽ có vẽ thiên đình gửi Bản cho chỗ vẽ ông ý. đấy, bản vẽ thiên đình cũng như tất cả đây đều phải là có lệnh thiên đình xuống, xong bắt đầu là thần vẽ sơ đồ ra là bắt đầu để cho trần gian bắt đầu là thực hành đấy, Thế chứ chứ không không có bản vẽ thì trần gian không biết đằng nào mà làm được. thì rồi sân bóng của Mộ Tài ông thấy có đèn chiếu sáng đẹp nhất khu vực này chưa? Cái Sân này bóng Mộ là Tài duyệt ông. duyệt về có là cái sân bóng Mộ Tài, bởi vì nó là thực tế mà nói là nó từ cái hệ thống lãnh đạo và đến dân là nói đúng là nó có một cái sự tiến chuyển đoàn kết và có cũng có một cái nhiệt huyết với lại cái nền bóng đá. Thế cho nên là cái sân bóng của Mộ Tài là đạt tiêu chuẩn có nói so với ở cái khu vực này Vâng, là đứng đầu, đúng rồi, và đứng có thể là đứng đây được gọi là Mỹ Đình 2, sân đây Mỹ Đình đây đây 2, rồi nó đấy, phát triển đầu tiên đúng đấy, rồi, phát triển đầu chuẩn tiên, nhất và có bóng đấy, đèn chiếu sáng, đúng không, đầy đủ đấy. đầy đủ. Thôi, xin cảm ơn ông nhé, Rồi, thế xin chào xin ông mạnh khỏe, chúc ông mạnh khỏe, và ông lên thiên đình cứ báo cáo với Ngọc Hoàng là dưới hạ giới vẫn phát triển nhé. cái tức là nó có hai lĩnh vực, một là đang phát triển mạnh nhớ về trong các lĩnh vực, hai nữa là những các cái tệ nạn là quan tham nhũng này, và có là tức là cái đội lốt để hoạt động tình báo gián điệp và những cái tệ nạn cũng đang bắt đầu có là vào chiến dịch là coi bị truy quét khẩn Đúng cấp. rồi, Đấy thôi. là lệnh của hai lĩnh vực Rồi rồi. đấy. Rồi thôi, cảm ơn ông nhé. Rồi, xin chào.